Lúc này mà có Nhược Phi thì tốt quá. Đều tại tên Hạ Kiều Yến này, cứ bắt mình quay về. Tôi không tin không trị được anh. Tôi thay quần áo mà. Anh làm gì thế hả? Chẳng phải cô cần giúp đỡ sao? Tôi không cần. Được. Tóm lại phải nhớ, phụ nữ nói không cần nghĩa là cần. Không phải là vì muốn giúp đâu. Tôi chỉ tiếc cho cái cốc thủy tinh đặt làm của tôi thôi. Cũng may nó chưa dở. Quần áo ra ngoài. Được. Cô chắc chắn không cần tôi giúp cô thay quần áo chứ? Đợi đã. Lát nữa tôi thay quần áo xong thì phiền anh đỡ tôi lên xe lăn nha. Được thôi, tôi còn chưa thay mà. Cô cứ từ từ thay đi. Phụ nữ nói không cần nghĩa là cần. Nói không sao nghĩa là có chuyện lớn rồi. Nói tùy thôi thì nhất định không được tùy tiện. Hóa ra logic của phụ nữ đúng là như vậy thật à.